chị còn phi công người Anh, các ca lây cộng đồng khác tại Việt Nam đã khỏi bệnh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Sáng ngày 29 tháng 5, Bộ Y tế công bố ngày thứ 43 không ghi nhận ca nhiễm từ cộng đồng. Các bệnh nhân lây và phát hiện trong cộng đồng tại Việt Nam đã khỏi bệnh, ngoại trừ bệnh nhân phi công người Anh. Theo đó, Bộ Y tế cho biết, trong số 59 bệnh nhân phát hiện từ các chuyến bay quốc tế vào Việt Nam, từ cuối tháng 4 đến nay, có gần 10 người đã khỏi bệnh. Tại các bệnh viện còn 49 người bệnh, trong 49 người này, chỉ còn duy nhất bệnh nhân phi công người Anh là bệnh nhân ghi nhận từ cộng đồng và phát hiện tại Việt Nam. Đặc biệt cho đến nay, chỉ còn 24 ca bệnh trên 49 bệnh nhân đang được điều trị là còn dương tính, 25 người còn lại đã âm tính từ 1 đến 2 lần. Bộ Y tế cho biết, đến nay 85% bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam đã bình phục, 278 trên 327 người. Số đang còn dương tính chỉ chiếm 7%. Ngày 29 tháng 5 cũng là ngày thứ 43 không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 từ cộng đồng. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, chuyên gia của Bộ Y tế cho biết vẫn chưa tính đến thời điểm công bố hết dịch do nguy cơ có bệnh nhân mới từ nước ngoài về vẫn còn. Đặc biệt, trong nhóm lưu học sinh người nước ngoài học tập tại Việt Nam, thời gian vừa qua về nước và hiện đang yêu cầu được quay lại do các trường học đã mở cửa. Chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, người Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài sắp tới sẽ nhập cảnh vào Việt Nam số lượng lớn. Trong đó, riêng lĩnh vực dầu khí cần 1.600 chuyên gia, có 300 người đã đến Việt Nam. Hãy nhanh tay đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé!